We'll be right back.
Wow. Mừng nha. Vô nhà đi em. Có ai nữa? Có ai nữa ngoài đó? Có ai ngoài đó? Có ai ngồi xe nữa không? Có ai ngồi xe nữa không em? Để Hoàng Anh coi xe để cho. Bye con chào cái ứng. Rồi, bye bye nè. Rồi đoàn bye bye nè. Đứng xếp hàng đi. Bye nha. À, để chờ đó, để chờ đây. Em rồi chào hai nha. Rồi mừng nhà mới. Dạ. Làm ăn may mắn nha. Rồi bắn tiền vào như nước. Nước trong ra. Có ai nghe được nước rồi hả? Dạ có chứ, có nhiều lắm. Rồi à, ba ngồi gì ba? Hay là đi lên tham quan? Có chị đem dùng coca. Dạ, trời ơi, chi mới nữa. Đi lên tham quan hay? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Sao bắt kiền nãy giờ trên đó ha? Chào em. Dạ dạ, chúc mừng cho chúng. Dạ dạ. Mua lăng bắt đầu mua lăng nãy giờ. Rồi mời em đi tham quan vòng đi. Lên đi em, lên cho em mang còn ai nữa không? Có ai nữa không? Dạ. Có ai nữa không? Có mình không, tại vợ con đang công việc á. À rồi đi lên, đi lên. Lên coi cái sản phẩm của mình. Mấy anh xuống ngồi ấy. Bây giờ con mỏi rồi không? Đó, đó. Cách tăng mà. Dạ. Nhìn xe. Đây là tầng 2. Mình lên tầng 3, lên tầng 3 trước đi. Hay là vô đây luôn? Ở tầng 2, tầng 2. Dạ. Đó, vô coi cái trang trí với phòng ấy. Đó, đơn giản. Gạch này mét nè. Hả? Cái tầng 2 này gạch là ok. Dạ. Ok ha. Này ý tưởng của chú là lên tới đây ha. Thì cô như vậy, cô ở đó. Dạ. Vậy là ok. À, gạch gỗ. Rồi sao vậy bác? Đây là
bên xây dựng nè. Công nhận á. Dạ, đúng nè, đúng. Đúng. Làm ngon lắm. Cô bà khen quá. Anh làm kỹ lắm, anh làm kỹ lắm. Gạch dán như là quá tuyệt vời. Không, cái tầng dưới hơn, dán hơn thợ làm ở nhà cái bên cái cơ của bên cái công ty con đó. Vậy ha. Công ty con mà thợ mà lúc khi mình đi về rồi nó lót lên vậy nè. À. Mà về xong nó lót xong mất tiêu rồi. Không xử lý gì được. Hôm nay thợ này nó quá chuẩn luôn á. Ở lót quá chuẩn luôn. Đó cái kia là cái biết đâu biết đâu rồi mát mẻ gì ba ha. Dạ. Rồi cảm ơn dì ba với em nha. Dạ. Hai ông, một ông là xây dựng, một ông là sơn. Anh này sơn nè, anh Đào là Tuấn hả? Biết anh Đào. Dạ. Đây nè. Dạ, anh dạ. Đào bên Đà Sơn á, hồi trước giờ là đi anh Tuấn á. Dạ. Rồi chào anh Tuấn. Rồi sẵn đây anh em mình có đôi lời tâm sự một tí. Rồi bây giờ qua cái để anh Tuấn tí mình cũng có đôi lời là sau khi anh em tham quan thì cũng có cái khen nội là về vấn đề xây dựng đó. Còn trang thiết bị đồ thiết kế như thế nào đó thì nhà anh em cùng làm như vậy. Thì quá trình như vậy thì bây giờ là theo như Tuấn thì thấy có vui vẻ với cái căn nhà này hay không? Trong suốt thời gian mà làm nghề nói chung mấy chục năm thì nói chung nhà nào thì em cũng thấy cũng hài lòng vì mình nhà nào cũng vẫn đặt cái tâm vô trong công trình nên cái nào em cũng thấy cũng đẹp. Công trình nhà anh thì anh chị đối xử thì thầy rất tốt nên em càng chú tâm hơn nữa. Cảm ơn. Cảm ơn Tuấn nhiều nha. Rồi chúc sức khỏe và sắp tới là có nhiều công trình xây dựng mới. Cảm ơn nha. Cùng vui vẻ gia đình nha. Xuống luôn đi, xuống.
Thưa các anh chị và bà con cô bác láng giềng, hôm nay là cái ngày mà xin mời rồi xin chào chúc mừng rồi cảm ơn nha chúc mừng hai vợ chồng nha mở hàng chút nữa thì khách vào luôn nhiều nữa nha Wow. Cảm ơn em. Bác
thật tình là ok. Cảm ơn nha. Ok. Chúc mừng niềm vui hai em thôi, được rồi, vậy được rồi, chút chi vui với mấy đứa mình xíu xíu vậy được rồi. Chúc mừng nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn anh kêu nhiều nha. Xin chào. Xe lên trước. Dạ. Lên sau rồi sao? Dạ dạ dạ. Vàng xe đó có đó. Quay chưa rút từ bia rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có bà xã ở đây coi như anh hai ba bà bất ngờ ghê chào chị gái ở Sài Gòn về bắt ngờ ra chị vô đi anh Hải mới về ha không có về được đi Sài Gòn đây nha ai nữa có mình chị hả dạ dạ rồi cảm ơn cô ba nhiều nha như là chúc mừng năm già gặp nhiều may mắn dạ 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 con nha cô về con cô về dạ con cảm ơn nhiều nha anh này làm bất ngờ đi cái chứ chị của cô Nga sắp tới cũng xây nhà đó sắp tới cũng xây nhà rồi hai bác thật tình nha rồi bác cũng thật tình nha gần gũi nha nhớ sao ly hôn đó vô giống giống như ba đi 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 giống cái có bó hoa nào nữa không có bình hoa nào nữa không
Bình Hoa có bạn á, Bình Hoa có bạn á. À em duyên em vô luôn á. Gon rồi quay má. Chờ anh vô nữa nha. Quay từ dưới lên trên đó rồi. Đó, vậy đó, vậy đó. Rồi. Nè, quắt tiền vô như nước đi. Vâng. Quắt tiền vô. Rồi. Tiền vô. Quắt tiền vô. Quắt tiền vô chứ. Rồi, con về nha. Rồi, chú cảm ơn nhiều nha. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi. À, quắt tay tiền vô, quắt tiền vô. À, đó vậy đó. Đâu quắt lại. Đó. Rồi. Con cho con mấy cái.
Nha, cảm ơn nha. Khoan khoan khoan. Đấy, chụp hình. Em đứng yên mà đừng có rung. Đừng có rung nha. Gì đâu ha. Thấy anh rồi được không? À, bắt tay vô, tiền vô, tiền vô. À, bye bye nè. Rồi. Ở đây là chim hả? Không có. À, anh làm gì tu? Quắt tay giơ tiền vô. Nhìn qua bên con. Rồi. Anh em. Tôi sao? Lên đây. Rồi lên 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 cải nó cho nó vui. Do cái diện tích của mình không cho phép á, không cái diện tích mà để mà
mini đồ này nọ là mình không có. Hai người con có thiết kế à, hai người con không cái model màu đó chứ không phải là cẩu, không phải là cẩu, không phải là cẩu, không gạch bao, gạch bao, gạch bao do có màu luôn. Cái gì là một bên tông bên cổ, dạ nó mặt cổ luôn phải là cái thằng Hoàng Túng nãy á, showroom của nó là nó bán chi bán gạch này đó, Hoàng Túng đổ ở đường đó đó. Cái này là mình chơi phá phá cách mà cái nó giống như là cũ hả, nhưng mà không phải mới, nó là của nó là của nó này vậy á. Đó nó phối à, giờ nó phối á. Thôi nói chừng là mắt tiếng ổng cũng đưa đẩy á, ổng nói được gì chú làm luôn, phải nói thì nói tới đó thì tính ông cho là không có phải chuyện đơn giản đâu. Trời ơi, chú cha tôi từ ngày giờ ông vậy đâu có xét rồi đó à. Ngay nha, bữa nay công nghệ hiện đại quá, nó đẹp. Tại vì mình lỡ cỏ hết, bị lỡ cỏ đâu có lên làm, chỉ có sẵn thôi. Cái đó là thông tầm á, thông tầm qua nhà à, qua nhà đúng không em? Cái đó là nhà cũ của mình á à, nó thẳng qua luôn, thẳng qua thấy cái dòng sông đó à, mới sân bại luôn á. Chùa trà khổ lắm trời, chết luôn á đó, mới coi như là đuối luôn mà. À, nhà cũ nè, hồi đó là làm trước á. Nhanh không? Ờ, mở này nhanh. Cái này ha, lên à, thì chuẩn lại đó đó đó, nhìn ra dòng sông nè, cô đưa thấy mà đi ra không, nhà ngủ, nhà ngủ nghỉ với nhà ở mình. Có từ đó giờ là đang ở đây mà, giờ mới sơn sửa lại luôn nè đó. Cô thấy nhìn ra đó, bên cô đó cũng làm này luôn đó, hồi đó mà làm này luôn là sướng rồi, tự nhiên làm sao này uống làm hai mặt chứ không mới gì đâu mà nó làm. Cho nên là cuối cùng là bữa nay là thấy cái gì nó cũng thành mới luôn. Chưa vậy á, gặp đi đi quanh kia ha. Đây
với hai mẹ con thôi. Hai mẹ con. À.
À. Why?